Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Uy tín, chất lượng, thương hiệu, tư đèn quán, giấy mời triển lãm cây cảnh nghệ thuật 2024, nhà vườn Tư Đèn, câu lạc bộ bonsai Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại vườn Tư Đèn Đông Anh và đi cùng với lại anh em Nghệ An. Chắc là quý vị các bạn vừa xem thì biết là mục đích của chúng tôi đến đây là gì, và kèm thêm nữa là ngắm cây. Lâu lắm rồi thì ngày hôm nay tôi mới lại qua đây để ghi hình những cái tác phẩm cũng như là cái phôi của vườn Tư Đèn Đông Anh. Trước mắt quý vị là một cái cây trực rất là đẹp, mà trước đây thì nó nằm ở vườn Nhật Cường. Về đây đẹp quá, cây trực quả thật là rất đẹp. Xong chưa? Các anh chọn cây nào? Biết là à, cây này đi gì? Ok, quá chất lượng luôn, ngon luôn. Ui dồi, cây bé bé này yêu chưa này. Đẹp chưa? Cây bé mà già cực, dáng rất đẹp. Hồ đanh đẹp tuyệt vời. Một cái không gian vườn cũng khá là yêu. Cây quất hồng bì rất nhiều quả bonsai luôn. Bìa đá, viên đá. Xoay cái phôi mini luôn lực. Già chưa? Quá già, quá đẹp. Đây nữa này. Siêu mini luôn lực, trực núi. Siêu già, siêu nhũn. Ông em. Phôi mini đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đây là anh em đang ngồi uống nước này, thưởng trà này. Ngắm cây này. Vừa rồi vườn của anh Tư Đèn thì mới gắn chip rồi à? Đi thôi. Bim bim dã man nha. Bây giờ xin mời quý vị cùng ngắm một cái phôi vừa mới giao lưu về nhá. Trên mạng thì một số anh em đã chia sẻ là cái phôi xanh cổ này của trước đây là của Chiến Dâu, Chiến Ninh Hiệp, từ mới mua về đang chăm nuôi, mới thay chậu thay đất. Bệ đẹp quá, cốt giả cổ nguyên bản. Cả nhà cho ý kiến nhá, sẽ là phôi này tương lai thế nào. Ui, một cây huyền
Đẹp thế nhờ. Ác đấy. Cái huyện này đặc biệt. Đây là nhất cái cây mini này Thắng ơi. Thắng mini này này. Yeah. Với cây mini để bàn đấy. Đẹp quá. Đây năm thân đằng sau này nữa này. Cái này đẹp này, cái này đẹp này. Mang hai con này với hai con nhỏ là vừa một chuyến. Con nào? Đây con này với con này. Cảm ơn cái xi này, con này đẹp cực kỳ luôn. Ân thủ sáng pháp. Ủa, đây cái xi này cũng đẹp lắm này. Quá kinh khủng. Úi dồi ôi già. Ơi, xong chưa? Xong chưa? Đây đây. Đây đây đây, quay rồi. Nhà vườn với lại câu lạc bộ 80. 7980 đấy. 80 không chứ 27. Có 7980. À thế. Câu 7980. Anh em 7980 là được. Thôi được rồi đấy, xác nhận ở đây. Nhà vườn anh đến thăm dự bọn em. Thay mặt anh em 7980 cảm ơn bạn. Anh em tớ sẽ cố gắng sắp xếp 1-2 người đến. Vâng. Vì đường xá xa xôi. Dạ vâng. Không, vì đường xá xa xôi. 20 em. Xem xếp được 14 tác phẩm của anh đi ạ. Đấy đấy. Hai cái mini với hai cái to. Đẹp. Nhận lời thôi nha. Ừ gật. Cười rồi. Hai cây thì chưa dám hứa nhưng một cây. Là hai cái mini vào chơi với em chơi tràn mini. Dạ, tự động cũng mời anh nhé. Chắc chắn là có. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, ok, cảm ơn. Nhà vườn Tư Đen nhé, đã nhận lời về tham dự triển lãm Quỳnh Ngoạc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đấy. Đấy, mini này, cái này. Đúng không? Cái này. Không biết là sang bên này trong còn cây nào nữa không? Ui dồi ôi, cốt này. Là kinh điển. Trong vườn này còn rất là nhiều cây đẹp nhé. Mà hôm nay không có thời gian. Đang hơi vội. Bây giờ phải đi luôn. Biết cho Quốc Anh là phải từ 81, 79, 80, 81. Riêng cho Quốc Anh ấy. Ờ đấy. Không biết là tuổi gì luôn. Uầy. Toàn đồ kinh điển. Mùa này đang nuôi thì quá khỏe. Toàn này cốt già kinh khủng khiếp. Chất lừ. Mãn nhãn luôn đúng không quý vị? Thật sự là quá đẹp. Hồi này cũng quý. Với tội là không nhìn thấy này. Đây, ghê gớm luôn.
đặc cấp luôn. Hồi nãy cũng chất đặc biệt. Ok, nhân tiện đi mời cùng với lại anh em ban tổ chức triển lãm Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An review cái vườn của bạn của anh Tư Đen Đông Anh cho quý vị các bạn ngắm, cả nhà cho ý kiến về cái vườn này nhé. Ủa, kinh điển không nhé, quá là quý, quá là kinh điển thật sự, đặc biệt của đặc biệt, nhiều cây quá là chất, quá là phôi xịn sò. Rồi quý vị và các bạn anh em có thể đăng ký tác phẩm để tham dự trưng bày tại Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An thông qua số điện thoại của Hoàng Lịch Thiệp hoặc ban tổ chức. Rồi, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Còn nhiều cây đẹp quá. Mà thôi phải đi rồi. Phải đi rồi.